châu Âu đang cố gắng đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng trong bối cảnh mùa đông lạnh lẽo sắp đến gần. Tác động của cuộc xung đột ở Ukraine đã làm giảm nguồn cung khiến giá năng lượng tăng vọt. Hệ quả, châu Âu rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng chưa hồi kết. Cuộc khủng hoảng này đang ảnh hưởng nặng nề lên các ngành công nghiệp châu Âu. Theo The New York Times, giá năng lượng tăng cao. Có nơi tăng gấp 6 lần, khiến nhiều nhà sản xuất kim loại, giấy, phân bón cùng các sản phẩm khác phụ thuộc vào khí đốt và điện phải cắt giảm sản lượng. Đồng thời làm hàng chục ngàn công nhân mất việc. Việc cắt giảm tạm thời này đang làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế ở châu Âu. Sản xuất công nghiệp trong khu vực đồng euro đã giảm 2,3% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm mạnh nhất trong hơn 2 năm. Nhiều công ty nhỏ đối mặt nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn vì không chịu nổi chi phí tình hình được dự đoán sẽ trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông đến. Theo Bloomberg, chỉ cần thời tiết giảm 1 độ C, nhu cầu năng lượng tại Pháp sẽ tăng thêm 2.400 MW. Điều này khiến người dân châu Âu đổ xô mua các vật dụng sưởi ấm như chăn điện hay thiết bị sưởi cầm tay từ nhiều tháng trước dù khu vực này vừa trải qua những đợt sóng nhiệt nóng kỷ lục. Trước tình hình trên, các nước châu Âu đang chạy đua để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng trước mùa đông được dự báo sẽ rất khó khăn. Reuters ngày 19 tháng 9 dẫn dữ liệu từ cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu cho biết các kho dự trữ khí đốt của châu Âu hiện đã đầy 85. 6%, trong đó Đức đã dự trữ gần 90%. Tuy vậy, dự trữ khí đốt thôi vẫn chưa đủ. Ủy ban châu Âu ngày 14 Chính đề xuất một loạt các biện pháp khẩn cấp để giải quyết vấn đề năng lượng. Theo đó, các thành viên Liên minh châu Âu, EU, được khuyến khích cắt giảm 10% tổng mức sử dụng điện và bắt buộc cắt giảm 5% lượng điện sử dụng trong giờ cao điểm. Kế hoạch cũng đề xuất áp thuế lên các công ty năng lượng hóa thạch để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp. Gia đình gặp khó khăn. Những biện pháp này sẽ được thảo luận và bỏ phiếu trong cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU vào ngày 30. Chính trước lúc đó, các nước châu Âu đang có một loạt động thái để tự cứu lấy mình. Theo Reuters, Đức đang đặt mục tiêu ký hợp đồng mua khí thiên nhiên hóa lỏng, LNG, từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Với việc Thủ tướng Đức Olaf Scholz sắp có chuyến đi đến vùng vịnh, tập đoàn năng lượng RWE của Đức cũng sắp đạt được thỏa thuận mua LNG từ Qatar. Bên cạnh đó, Đức còn duy trì hoạt động của các nhà máy than mà nước này từng muốn đóng cửa theo kế hoạch năng lượng xanh và xem xét kích hoạt lại hai nhà máy điện hạt nhân các nước khác cũng đã đưa ra kế hoạch dự phòng người đứng đầu ủy ban điều tiết năng lượng pháp cho biết nếu việc sửa chữa các lò phản ứng hạt nhân của tập đoàn điện lực pháp bị đình trệ nước này có thể phải cắt điện cục bộ trong mùa đông hãng tin tây ban nha europa press dẫn lời bộ trưởng công nghiệp J.S. maroto của nước này cho biết các công ty sử dụng nhiều năng lượng có thể phải đóng cửa trong giờ cao điểm nếu cần thiết trong khi đó nhà điều hành lưới điện Phần Lan Fingrid ngày 19 tháng 9 cảnh báo người dân chuẩn bị cho tình trạng mất điện vì thiếu năng lượng. Cuộc khủng hoảng năng lượng đã bắt đầu lan dần đến mọi ngóc ngách khắp nước Đức. Trên các hội nhóm của người Việt ở Đức, mọi người đã bắt đầu thảo luận về các hình thức sưởi ấm không cần dùng khí đốt để tiết kiệm tiền như lò sưởi củi. Nhiều hộ gia đình chia sẻ họ thậm chí mua củi, chẻ củi từ nhiều tháng trước để chuẩn bị. Chia sẻ với thanh niên, anh Nguyễn Khánh Quỳnh, đang theo học thạc sĩ tại Đại học Stuttgart ở Đức, cho biết mùa đông năm nay có vẻ đến sớm và trời bắt đầu lạnh dần nhưng hệ thống sưởi ở ký túc xá vẫn chưa được bật lên. Tôi phải mặc nhiều quần áo ấm hơn và đang cân nhắc việc mua chăn điện, Quỳnh nói. Anh cũng cho biết dù có thể làm từ xa. Những ngày gần đây anh vào công ty nhiều hơn và luôn ở đến tối vì ở đó có bật lò sưởi. Anh Nguyễn Phan bảo việc. Kỹ sư tại Frankfurt cho hay mùa đông năm nay anh cũng dự định ít dùng hệ thống sưởi hơn vì lo hóa đơn tiền điện tăng do trong nhà có nhiều thiết bị điện tôi sẽ mua thêm chăng những người xung quanh đều đã tìm phương án sưởi ấm nên có sự chuẩn bị trước vẫn tốt hơn anh việt chia sẻ vậy đâu là câu trả lời cho bài toán năng lượng ở châu âu nhằm ứng phó với mùa đông khắc nghiệt sắp đến gần tây ban nha có thể sẽ phải đóng cửa các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng trong lúc cao điểm Pháp đã chuẩn bị phương án chuyển thêm khí đốt tới Đức trong tháng 10 tới. Trong khi Berlin tìm cách ký hợp đồng mua LNG từ UAE. Ngày 19 tháng 9, Đức cho biết nước này đang tìm cách ký thỏa thuận mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng, LNG với các nhà sản xuất vùng Vịnh. Các nước châu Âu khác cũng đã đặt ra giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh dòng khí đốt từ Nga đang ở mức thấp nghiêm trọng khi mùa đông sắp đến gần. Đức có thể bắt đầu nhận khí đốt của Pháp từ tháng 10 tới, người đứng đầu cơ quan quản lý năng lượng CRE của Pháp cho biết. Trước đó, Tổng thống Pháp tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho Đức, còn Đức có thể chuyển điện cho Pháp để giúp nhau ứng phó khủng hoảng năng lượng. Tại Phần Lan, nhà vận hành mạng lưới điện quốc gia Fingrid đã cảnh báo người dân nên chuẩn bị cho khả năng thiếu điện. Trong khi đó, công ty bán lẻ điện Phần Lan Kahu Voima OI cho biết, họ đã nộp đơn xin phá sản do giá điện tăng quá cao ở bồ đào nha chính phủ cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung nhằm tăng cường an ninh năng lượng giống như tất cả các nước châu âu khác bồ đào nha cũng đang chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn bộ trưởng năng lượng và môi trường duarte cordillo nói đồng thời thúc giục ủy ban châu âu thúc đẩy kế hoạch về nền tảng thu mua khí đốt chung eu và xác định giá nhập khẩu trước khi cuộc xung đột nga ukraine nổ ra Nga cung cấp khoảng 40% khí đốt cho EU. Tuy nhiên, đầu tháng này, Moscow đã dừng hoàn toàn việc cung cấp khí đốt qua dòng chảy phương Bắc Một sang châu Âu viện dẫn các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào nước này. Việc cung cấp khí đốt qua dòng chảy phương Bắc 1 đã dừng lại, nhưng khí đốt Nga vẫn chảy tới châu Âu qua Ukraine mặc dù có giảm. Việc thiếu hụt khí đốt từ Nga khiến các chính phủ châu Âu phải chật vật trong việc tìm ra nguồn năng lượng thay thế đồng thời cảnh báo việc cắt điện có thể xảy ra trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế. Bản tin tổng hợp bởi tin online 24H. Xin đăng ký kênh để tiếp tục nhận được các thông tin cập nhật từ chúng tôi.